Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Tụ tập nhậu nhẹt, lai dài vài chén với bạn bè sau giờ làm việc là thú vui thường gặp của nhiều người Việt, nhất là cánh đàn ông. Nhưng đi cùng thú vui đó là nỗi khổ tâm của nhiều bà vợ, con trẻ, đặc biệt trong thời điểm năm hết Tết đến. Mới đây tìm đến chuyên gia tâm lý, chị NTNT, 32 tuổi, ngụ Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ nỗi khổ tâm khi có ông chồng mê nhậu nhẹt. Chị bằng tuổi là nhân viên kinh doanh làm việc tại một công ty thiết bị điện tử. Mỗi ngày anh làm việc 8 tiếng đồng hồ như mọi người làm văn phòng khác, nhưng thực tế thì mỗi tuần có đến 3 buổi về nhà vào lúc nửa đêm vì bận la cà nhậu nhẹt với bạn bè. Chưa kể có những cuối tuần anh còn rủ bạn bè, đồng nghiệp về nhà bày ra nhậu. Điều làm chị T bức xúc là hiện hai con đang học cấp 1, cần có cha mẹ sát sao theo dõi việc học hành, dạy dỗ, nhưng chồng lại dành quá nhiều thời gian cho việc ăn nhậu. Mỗi lần thấy anh về nhà trong trạng thái chân nam đá chân chiều là chị lại ngao ngán, dấy lên mong muốn buông xuôi của hôn nhân này. Đến tham vấn chuyên gia tâm lý, chị T mong muốn nhận được lời khuyên phải làm thế nào để thay đổi được chồng, cứu vãn hôn nhân. Bởi theo chị, người chồng ngoài việc nhậu nhẹt thì vẫn thương vợ con, chịu khó làm việc để bảo đảm kinh tế gia đình. Theo một thống kê vào năm 2022, Việt Nam đang xếp thứ 2 khu vực Đông Nam Á, xếp thứ 3 châu Á về mức tiêu thụ bình quân rượu, bia trên người. Tỷ lệ tiêu thụ bia rượu trước đây cứ tăng đều qua mỗi năm, bình quân một người Việt Nam trên 15 tuổi uống khoảng 170 lít bia một năm. Và nam giới chiếm tỷ lệ đa số, cứ 3 nam giới thì có một người uống ở mức nguy hại. Trong một cuộc điều tra thực hiện năm 2021 tại Việt Nam, trong vòng 30 ngày, có tới 64% nam giới có uống rượu, bia. Điều đáng báo động là nhiều quan điểm độc hại cho rằng phải có bia rượu mới ra dáng đàn ông, hay đàn ông mà không biết nhậu là vứt đi. Chuyện đàn ông Việt sau giờ làm đi nhậu nhẹt là cà với bạn bè đã trở thành chuyện thường trong xã hội. Thậm chí có nhiều ông chồng, vợ mới sinh vẫn để vợ đối mặt với việc chăm lo con cái, bản thân thì đi nhậu với bạn. Khắp nơi người ta còn thói quen mời mọc, rủ rê, ép nhau nhậu đến say khướt, nhất là thời điểm cuối năm, lại có muôn vàn lý do để tụ tập. Sau những cuộc vui ấy, đổi lại vẫn là sự chán nản, khổ đau, rạn nứt cho những thành viên còn lại trong gia đình. Một trong những hệ quả mệt mỏi mà ma men đem lại cho người nhà là tài chính gia đình bị thâm hụt nghiêm trọng. Mới đây, một người vợ đã lên một hội nhóm dành cho gia đình để bóc phốt chuyện ăn nhậu của chồng. Trong đó, chị liệt kê số buổi nhậu và số tiền chồng tiêu cho việc ăn nhậu mỗi tháng. Chị nhân lên cho 15 năm từ thuở hai người mới cưới nhau để rồi cho ra kết quả số tiền chi cho ăn nhậu của ông chồng có thể mua được một chiếc xe ô tô tầm trung. Không chỉ thế, những người vợ còn đối mặt với mối nguy thường trực về sức khỏe, tính mạng của đức ông chồng khi ăn nhậu quá đà, hại cơ thể hay điều khiển xe trong trạng thái say xỉn. Rượu, bia được cho là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại nước ta. Thống kê sơ bộ cho thấy có tới 40.000 ca tử vong mỗi năm ở Việt Nam có liên quan đến rượu bia. Ở khía cạnh gia đình, rượu bia là nguyên nhân dẫn đến 33,7% các vụ bạo lực gia đình ở Việt Nam. Nhiều cuộc cãi cọ, mối bất hòa, thậm chí thượng cẳng chân hạ cẳng tay, gây thương tích, án mạng cho bạn đời từ bia, rượu mà ra. Nhiều tệ nạn xảy đến sau những chầu bia, rượu bù khú. Trong gia đình có một trụ cột mê nhậu nhẹt thì sự tôn trọng lẫn nhau cũng khó giữ được và nỗi khổ tâm cũng đè nặng lên những thành viên còn lại, nhất là những đứa trẻ đang tuổi lớn. Thời gian qua, việc cơ quan chức năng đẩy mạnh kiểm tra xử lý nghiêm các đối tượng có cồn khi lái xe đã nhận được sự đồng tình của nhiều người dân. Ghi nhận sơ bộ cho thấy tình trạng la cà nhậu nhẹt sau giờ làm đã giảm rõ rệt. Dân nhậu cũng có ý thức hơn, không dám tự lái xe sau khi uống bia, rượu, giảm thiểu được những rủi ro về tai nạn. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng hàng đầu vẫn là nhận thức của mỗi người về tác hại của bia, rượu và ý thức tự giác hạn chế để bảo vệ sức khỏe chính mình, giảm bớt được những bất hạnh trong hôn nhân do bia, rượu. Thời gian qua, các đợt cao điểm xử phạt tài xế vi phạm quy định về nồng độ cồn được cảnh sát giao thông trên cả nước đồng loạt ra quân, triển khai liên tục. Người dân hình thành dần thói quen, đã uống rượu bia không lái xe, góp phần giảm bớt số vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, vào thời điểm cuối năm, tình trạng lái xe vi phạm nồng độ cồn luôn có dấu hiệu tăng mạnh. Tại một chốt kiểm tra nồng độ cồn của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ninh trên tuyến quốc lộ 18, chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng chục phương tiện là mô tô vi phạm nồng độ cồn. Đặc biệt có nhiều trường hợp khi thấy tổ công tác đã quay đầu xe bỏ chạy, nhưng do đã bố trí lực lượng tại các vị trí từ trước, những trường hợp có ý định bỏ chạy vẫn bị cảnh sát giao thông dừng phương tiện đưa về xử lý. Đại úy Đỗ Thái Bảo, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trước mắt trước mỗi ca tuần tra kiểm soát, chúng tôi sẽ bố trí lực lượng đủ mạnh cùng phương tiện trang thiết bị kỹ thuật và máy quay camera đeo vai cho đến máy quay cầm tay và các đồng chí sử dụng bộ đàm phối hợp với nhau để dừng phương tiện.
Trong trường hợp mà không dừng được phương tiện, sẽ dùng tài liệu kỹ thuật nghiệp vụ để gửi thông báo, mời đến làm việc và xử lý theo hành vi vi phạm. Ở Việt Nam đã có luật giao thông đường bộ, luật phòng chống tác hại của rượu, bia, Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, rồi đến các nghị định 100, nghị định 117 của chính phủ cùng các luật, nghị định liên quan quy định việc xử phạt nếu cá nhân tổ chức vi phạm. Cụ thể, tại khoản 5, điều 5 luật phòng chống tác hại của rượu, bia nghiêm cấm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên uống rượu, bia ngay trước trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập. Điều 260 Bộ luật hình sự 2015 cũng quy định về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Nếu người tham gia giao thông vi phạm các điều khoản trong đó sẽ bị xử lý hình sự. Thực tế không ít trường hợp người sử dụng rượu, bia, lái xe gây chết người đã bị xử lý hình sự. Có thể thấy các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông cũng đã rất rõ, mức phạt đủ sức răn đe, ai vi phạm hành vi ở mức độ nào sẽ bị phạt bao nhiêu tiền, có kèm theo hình phạt bổ sung hay không. Nếu vi phạm rồi gây tai nạn sẽ bị xử lý hình sự theo các chế tài khác nhau. Ví dụ, mức xử phạt được quy định tại Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ với một số điểm rất cần chú ý đối với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông bị phát hiện có nồng độ cồn trong máu, khí thở, sẽ bị phạt tiền lẫn phạt bổ sung tùy theo mức độ vi phạm. Với người điều khiển ô tô, mức phạt cao nhất 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 24 tháng. Với người điều khiển xe máy, mức phạt cao nhất 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 24 tháng. Ngay cả với người đạp xe đạp, vi phạm nồng độ cồn cũng có thể bị phạt tới 600.000 đồng. Thế nhưng có vẻ như tai nạn giao thông do rượu, bia vẫn chưa hề có dấu hiệu suy giảm. Trong đó, riêng trong dịp nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 7.570 tài xế vi phạm nồng độ cồn. So với cùng kỳ năm ngoái, số lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử lý tăng 71%, tăng 3.200 trường hợp. Có người đã bức xúc cho rằng, có lẽ dân nhậu điếc không sợ súng, nghĩ rằng chuyện tai nạn kia là do sống chết có số. Chính những suy nghĩ này cũng là nguyên nhân dẫn đến những vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra và chưa có biện pháp triệt để ngăn chặn. Trong thời gian qua, mặc dù đã có nhiều thông báo về việc xử lý nghiêm với các trường hợp sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, tuy nhiên có lẽ nhiều người vẫn vi phạm. Trên thực tế, không ít tài xế đã bị ma men dẫn lối thì có tâm lý phó mặc cho sự đỏ đen, vẫn liều lĩnh điều khiển các phương tiện tham gia giao thông. Theo ghi nhận của phóng viên, phần lớn các vi phạm về nồng độ cồn đều rơi vào trường hợp là mô tô, còn người điều khiển phương tiện là ô tô gần như không vi phạm. Nguyên nhân được chỉ ra do mức phạt đối với xe ô tô cao và hơn hết ý thức của lái xe cũng đã thay đổi. Bà Đồng Thị Lan, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chia sẻ, chồng tôi đi uống rượu thì trước đó vợ chồng tôi xác định là tôi lái xe đưa chồng về. Nếu ai cũng ý thức được như vậy thì chắc chắn sẽ không xảy ra các vụ tai nạn thương tâm. Mà mình cũng yên tâm lái xe tốt cho mình, tốt cho cả người xung quanh. Hình thức xử lý các trường hợp vi phạm với phương châm không có ngoại lệ, không có vùng cấm trong xử lý vi phạm giao thông. Tất cả các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đều được xử lý nghiêm minh, công bằng, theo quy định của pháp luật. Việc ngăn chặn có hiệu quả hành vi sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là một trong những giải pháp góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn, đặc biệt trong những ngày Tết đến xuân về. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.